Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của chúng tôi. Video này thì chúng ta sẽ nói với nhau một cái nội dung vô cùng đặc biệt, vô cùng thú vị. Và Nguyên Phụng cho rằng đây là một trong những video mà Nguyên Phụng rất là tâm huyết, cũng như là đã chuẩn bị rất là nhiều những cái nguồn thông tin cho tất cả các anh chị. Chắc chắn là các bạn rất là quan tâm. Với video trước thì chúng ta đã hiểu được ở OKL có một cái dự án đó là kiếm tiền tại nhà. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quan tâm sản phẩm ở đây là gì. Thưa tất cả các anh chị, sản phẩm mà OKL chọn để cùng đồng hành với tất cả các anh chị đó là sản phẩm về trí tuệ, một trong những cái dòng sản phẩm mà vô cùng đặc biệt và có rất là nhiều sự quan tâm trong cộng đồng vừa qua cũng như là trong thời gian sắp tới. Vậy thì sản phẩm chủ lực trong các dự án của OKL là gì? Thứ nhất, tiêu chí để chọn dự án, tiêu chí để chọn sản phẩm là gì? Thứ nhất đó là gì ạ? Là các anh chị sẽ được OKL chọn, có sự lựa chọn rất là kỹ lưỡng rồi. Chúng ta sẽ chọn sản phẩm trí tuệ và sản phẩm vô hình. Tại sao mà OKL lại chọn sản phẩm trí tuệ? Đây là một trong những cái tiêu chí mà sứ mệnh của OKL đạt được, đó là gì ạ? Muốn cho tất cả anh chị có thể sở hữu được rất là nhiều năng lực để làm chủ cuộc đời thì chúng ta phải đi từ cái gốc rễ. Và cái gì đó là gốc rễ ạ? Đó là về cái mindset, về cái tư duy, về gốc rễ ba giá trị đó là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Vậy thì sản phẩm lớn nhất của chúng ta đó là sản phẩm về các cái chương trình về coaching để giúp cho các anh chị trở thành những nhà huấn luyện, những nhà tham vấn, những nhà trị liệu. Vậy thì bây giờ ngoài cái đó ra chúng ta có phương tiện gì? Chúng ta có phương tiện gì để chúng ta có thể thực hiện được cái sứ mệnh này, đúng không ạ? Vậy thì không để các anh chị chờ lâu nữa, Nguyên Phụng xin giới thiệu với các anh chị lên đây một cái công cụ mang tên đó là công cụ thiện số học. Bao nhiêu trong số các anh chị đã từng nghe về các công cụ thấu hiểu bản thân như là DISC, công cụ sinh trắc học dấu vân tay, thần số học, nhân số học, chiêm tinh học, thậm chí là có những cái sản phẩm như là tử vi, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay Nguyên Phụng và chia sẻ với chị một cái dòng sản phẩm, một cái công cụ để giúp chúng ta thấu hiểu bản thân của chúng ta, đó là công cụ về thiện số học. Vậy thiện số học là gì? Và tại sao thiện số học là một cái bộ môn vô cùng quan trọng mà được OKL chọn là một trong những cái công cụ để giúp cho chúng ta vừa thấu hiểu bản thân, vừa có thể tạo ra nguồn thu nhập và đặc biệt có thể là tăng trưởng được cái giá trị của chúng ta tăng lên mỗi ngày. Vậy thì thiện số học là gì? Ngày hôm nay chắc chắn rằng là các anh chị sẽ có rất là nhiều thông tin thú vị trong video này đây. Thiện số học là một bộ môn khoa học cổ đại được kết hợp giữa công trình nghiên cứu về các con số của nhà toán học, nhà thần học, nhà triết học vĩ đại nhất thế giới, đó là Pythagore. Và dựa trên các công cụ về các con số đó thì Học viện Ojolai chọn đối tác đó là Lohoni, một trong những công ty có rất là bề dày, chiều sâu về nghiên cứu các cái dòng sản phẩm chuyên về thấu hiểu con người. Thì triết lý cũng như là cái định hướng của công ty đối tác của Ojolai đó là Lohoni, họ sẽ lấy cái gốc rễ đó là nghĩ thiệt, nói thiệt và làm thiệt. Và đó là cái gốc rễ nó quyết định một cuộc đời của một con người. Và trong cái hành trình mà Ojolai tìm các công ty đối tác cũng như tìm các cái sản phẩm để triển khai cùng với cộng đồng thì Nguyên Phụng đã nghiên cứu rất là nhiều công ty, nhưng mà ngày hôm nay Nguyên Phụng lại chọn Lohoni là một đối tác chiến lược. Rất là biết ơn công ty Lohoni đã tạo ra những cái dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Và thừa hưởng trên những cái công trình nghiên cứu của công ty Lohoni thì Ojolai đã tạo ra thêm một cái nền tảng mới nữa là gì ạ? Là ứng dụng thiện số học trong cái việc để xây dựng một cái nghề nghiệp mang tên đó là nghề coaching. Và đặc biệt trong cái lĩnh vực ngày hôm nay thì Nguyên Phụng muốn chia sẻ với các anh chị thiện số học là gì và vai trò của thiện số học trong cuộc sống của chúng ta là gì. Vậy thì số đầu tiên chúng ta phân tích các con số, đúng không ạ? Các con số là nó đằng sau các con số luôn luôn tồn tại những bí ẩn. Các anh chị có biết tại sao mà chúng ta lại có con số này không? Tại sao chúng ta lại sinh ra trong cái ngày như thế không? Cái giờ như thế không? Tại sao chúng ta lại có cái tên này mà chúng ta lại không có những cái tên khác? Chắc chắn là các anh chị rất là tò mò, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay Nguyên Phụng sẽ chia sẻ với anh chị rất là nhiều điều thú vị mà Nguyên Phụng đã có thời gian nghiên cứu vừa qua và cảm thấy là trải qua hàng trăm, hàng ngàn phiên coaching cho khách hàng. Thì ngày hôm nay Nguyên Phụng sẽ chia sẻ với anh chị bằng cái trải nghiệm của mình, bằng cái công trình nghiên cứu của mình và công trình nghiên cứu của rất là nhiều những thế hệ đi trước cũng như là rất là nhiều nhà khoa học. Và theo nhà toán học Augustine, ông nói rằng ngôn ngữ chính xác nhất của vũ trụ là các con số. Ngôn ngữ chính xác nhất của vũ trụ đó là các con số. Và đây là một bộ môn khoa học cổ đại để được nhà toán học, nhà thần học, nhà triết học Pythagore, ông đã nghiên cứu và ông thấy được cái mối liên hệ mật thiết
giữa các cái con số đối với mỗi cái trường năng lượng, mỗi cái khối năng lượng của mỗi con người. Và các anh chị có đồng ý rằng là cơ thể chúng ta là một khối năng lượng thống nhất, đúng không ạ? Vậy thì mỗi khối năng lượng thống nhất như thế này tương ứng với các con số, mỗi con số có một cái trường năng, trường rung động khác nhau. Vậy thì chúng ta được ứng vào cái trường năng lượng của con số đó. Vậy thì chúng ta hiểu chúng ta có những cái điều gì đặc biệt không ạ? Theo phương Tây học thì gọi đây là một cái bộ môn di truyền, nhưng mà phương Đông học thì gọi là nghiệp, hay là còn gọi là các cái trường năng lượng. Các anh chị đồng ý với Nguyên Phụng rằng là cơ thể chúng ta có hai thân. Một là thân sinh học. Thân sinh học là cái thân dưới này này các anh chị. Hai là thân năng lượng. Thân sinh học thì chúng ta có thể tồn tại vài năm, vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm. Nhưng mà thân năng lượng của chúng ta thì tồn tại gần như là vĩnh viễn và bất biến. Vậy thì theo thuyết biến hóa về linh hồn thì thân của chúng ta, thân năng lượng của chúng ta không tự nhiên sinh ra. Chúng ta là một khối năng lượng thì năng lượng không sự tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, mà chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vậy thì cơ thể chúng ta khi đến với kiếp sống này được mang trên mình một cái trường năng lượng và ứng với các con số đó. Nhiều người hỏi Nguyên Phụng rằng là bộ môn này nó chính xác được bao nhiêu, và đây có phải là bộ môn mê tín không, đây có phải là bộ môn bói toán hay không, và tại sao lại có cách tính này, tại sao lại có cách tính kia, và đặc biệt là họ có rất là nhiều nghi ngờ trong bộ môn này. Thực sự là chia sẻ với cả nhà luôn là Nguyên Phụng cũng đã từng có suy nghĩ như thế và đã từng có quan điểm như thế. Không sao cả, quan điểm luôn luôn đúng ở với góc nhìn của chúng ta mà, nhưng mà chưa chắc là đúng với sự vận hành của vũ trụ, đúng không nào? Vậy thì Nguyên Phụng xin trả lời câu hỏi luôn là với cái góc nhìn của Âu Gia Lai và trải qua rất là nhiều những cái phiên coach của Nguyên Phụng cũng như là đội ngũ coach của học viện Âu Gia Lai, thì Nguyên Phụng đưa ra có hai quan điểm như sau. Quan điểm thứ nhất đó là gì ạ? Sinh trắc học dấu vân tay, thần số học, thị số học, nhân số học, DIC, tử vi, rất nhiều bộ môn nó có một cái chức năng rất là quan trọng, đó chúng ta thấu hiểu bản thân mình. Và bởi vì thấu hiểu bản thân mình nên mới yêu thương được bản thân mình, kết nối lại với bên trong mình và từ đó kết nối được với cả thế giới. Vậy thì chúng ta biết được đây là bộ môn để thấu hiểu bản thân của chúng ta, chứ không phải là bộ môn có thể quyết định được tương lai hay quyết định những cái gì trong quá khứ của chúng ta, đúng không nào? Nếu là một bộ môn thấu hiểu thì nó chỉ chiếm khoảng 20%, còn lại 80% chúng ta hướng về gốc rễ, nghĩ thiệt, nói thiệt và làm thiệt. Khi mà chúng ta hướng thiện như vậy thì sao ạ? Chúng ta lại sống đúng với đạo của mình. Khi mà chúng ta sống đúng đạo thì chúng ta bồi vào gốc rễ phúc đức, và khi mà chúng ta bồi vào gốc rễ phúc đức thì có phúc thì có phần, đúng không nào? Vậy thì nó chỉ chiếm khoảng 20% mà thôi, còn lại 80% là chúng ta sẽ hướng về gốc rễ. Đó là quan điểm thứ nhất. Và cái góc nhìn thứ hai của học viện Âu Gia Lai, bộ số như thế nào, tính toán như thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là chúng ta có đưa được cho khách hàng của mình một cái phương pháp, và cái phương pháp này hướng cho con người ta thấu triệt được bản thân mình, thấu triệt được cái nhân quả mình, được cái nghiệp lực của mình, và từ đó họ nhìn thấy được mọi thứ đến từ bản thân họ, vạn sự trách mình, đúng không ạ? Ví dụ như có những người mang nợ nghiệp 19, nợ nghiệp 16, nợ nghiệp 14 và nợ nghiệp 13, thì họ sẽ thấy được rất là nhiều những vấn đề trong cuộc sống của họ, và họ hiểu về nhân quả, họ tin về nhân quả. Nhân quả không phải là một cái thứ gì đó sinh ra để trừng phạt con người, mà nhân quả là một cái quá trình vận hành để giúp cho chúng ta tăng trưởng về mặt linh hồn mà thôi, chứ nó là một cái hệ thống của luật vận hành và luật tự nhiên. Vậy thì thông qua cái bộ số này, thứ nhất là giúp chúng ta hiểu mình, thứ hai chúng ta vạn sự trách mình, và tiếp theo giúp chúng ta có cái phương hướng để chúng ta cân bằng lại những cái hạt giống bên trong của chúng ta, và cái cuối cùng chúng ta sẽ có những cái giải pháp chuẩn mực để chúng ta có thể thay đổi được cái hiện tại và cái tương lai. Những cái gì mà chúng ta đã có ngày hôm nay là chúng ta đã, bởi vì chúng ta đã gieo cái gì trong quá khứ rồi, và bây giờ chúng ta muốn thay đổi kết quả tương lai thì chúng ta phải thay đổi suy nghĩ, lời nói và hành động ở giây phút hiện tại. Đó là cách để chúng ta có thể tạo ra cho mình một cái tương lai sáng lạng hơn. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu sâu hơn về thiện số là gì ạ? Sẽ lấy cái thiện làm gốc, nói thiện, nghĩ thiện làm gốc. Và một điều đặc biệt ở học viện Âu Gia Lai nữa là sẽ có rất là nhiều phương pháp để giúp chúng ta điền những cái con số thiếu này, khắc phục những cái hậu quả này, hoặc là chúng ta điền những cái điểm yếu của mình bằng 10 thiện nghiệp, bằng luật nhân quả, bằng các bước gieo hạt, và bằng cách là sống đúng đạo, đúng luật. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể cân bằng được những cái thiện nghiệp của mình. Vậy thì chắc chắn là các anh chị sẽ hiện mường tượng ra được
cái bộ môn này nó có giá trị như thế nào, và ở góc nhìn của Học viện Audiolife sẽ đưa cho các anh chị các giải pháp như thế nào. Đây là một trong những cái công trình mà nghiên cứu và Nguyên Phụng đã cốt trên hàng trăm hàng ngàn những cái phim cùng với đội ngũ của mình, thì Nguyên Phụng xin phép được đưa ra những cái kết quả rất là tuyệt vời. Có nhiều anh chị em đã sau một cái buổi phim cốt như thế này thì các anh chị đã tìm thấy được mình. Và khi mà các anh chị tìm thấy được mình thì sao ạ? Các anh chị kết nối lại với bên trong mình, kết nối lại với bản thân. Và nguyên nhân của mọi sự bất ổn là do chúng ta không kết nối lại được với bản thân mình. Vậy thì hơn 10 năm nghiên cứu và đào sâu về các cái chương trình thì Nguyên Phụng tin rằng đây là một bộ môn mà rất là ngắn, rất là đơn giản thôi, thông qua tên và ngày sinh thôi, chúng ta cũng hiểu kha khá về mình và người khác đấy ạ. Vậy thì các anh chị có quan tâm không nào? Nếu mà quan tâm thì quay trở lại cùng với Học viện Audiolife trong những video tiếp theo để chúng ta hiểu sâu hơn, hiểu là tận gốc rễ, gọi là từng chân tơ kẻ tóc, những cái thứ mà nó đang âm thầm chi phối từng tế bào của mình, từng sát na, từng giây, từng phút, từng khắc và từng trong cuộc đời của mình được chi phối bởi cái nguồn năng lượng như thế nào. Nếu mà các anh chị quan tâm thì các anh chị hãy quay trở lại trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.